Hello mọi người ơi. Thì em cũng đã giới thiệu qua với mọi người về một số cái cây. Và clip này thì em xin giới thiệu với mọi người một cây mà nó rất là thơm mọi người ạ. Mình mà để ở trong nhà thì cây này cực kỳ thơm. Thề. Em nói thật với mọi người là cây này rất là thơm nhá. Mọi người thấy cây này quen không? Đây. Đó. Em giới thiệu với mọi người thì đây là cây mộc hương nhá. Đó, hay gọi là cây mộc thơm ấy mọi người. Cái điểm mà thơm của nó là một người. Nó là hoa của nó. Hoa mộc hương của nó rất là thơm, thề luôn. Hoa mộc hương rất là thơm và cây mộc hương này nó là một loại cây mà rất là nhiều người yêu thích và ưa chuộng rồi. Thì cái loại cây này thì có thể trồng bonsai vì cái vẻ đẹp của nó ấy. Và cái mộc hương này là một loại cây mà đặc trưng này, mang nhiều ý nghĩa. Và với cái cây này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái ý nghĩa của nó nhá mọi người, về đặc điểm, ý nghĩa, công dụng và cách trồng, cách chăm sóc của cây mộc hương nhá. Thì cây mộc hương này là một loại cây cảnh quý hiếm này, được trồng ở rất là nhiều nơi. Và cái cây này còn mang nhiều ý nghĩa đối với cả cuộc sống, đời sống. Và vì vậy mà cây mộc hương này là một loại cây trồng rất là đẹp và nó có hoa rất là thơm mọi người ạ. Đó, thì em xin giới thiệu với mọi người cây mộc hương này. Dạ, thì cây mộc hương này thì hay còn gọi là cây quế hoa. Và cây này có tên không? Cây này thì xuất hiện nhiều ở vùng núi Himalaya và một vài quốc gia ở Trung Quốc và Đài Loan. Nhưng mà hiện nay ấy, cây này được rất là nhiều người trồng ở Việt Nam. Thì cây mộc hương này có rất là nhiều ý nghĩa trong phong thủy cũng như là ở trong đông y. Hiện nay thì có rất là nhiều người yêu thích cái cây này và thuộc bắt đầu bán với những cái giá rất là cao, đặc biệt là ở trong đông y. Đó, đối với cây này có thể trồng lâu năm và nó có lên tới hàng tỷ đồng nha mọi người. Không phải hàng trăm nghìn đâu mà nó là hàng tỷ đồng đấy mọi người ạ. Đó, giá trị của nó rất là cao. Và em nói thật với mọi người, cây này rất là thơm. Cái hoa của nó rất là thơm. Không nói phép một câu nào. Rất là thơm luôn, em nghiện cây này mà. Thề luôn, em nghiện. Thì cây đầy lá, nó là một loại cây mà dạng thân gỗ này mọi người. Đó, cây này dạng thân gỗ như thế này. Đó, mọi người thấy không? Và có chiều cao. Cây này bây giờ nó chỉ cao khoảng tầm 80 cm, 70-80 cm thôi mọi người ơi. 70-80 đến 90 cm thôi. Còn có loại cây mà nó rất là to, nó nhiều cây lắm, nó nhiều dạng, nó nhiều size mọi người. Từ mini đến nó cả cây trung đại luôn mọi người. Từ mấy mét tầm 3 đến 12 mét cơ, nó rất là cao và to. Đó, cái loại này của em thì là một loại cây để mình có thể để bàn được này. Mình để ngoài phòng khách được mọi người ơi. Đó, để ngoài ban công, hành lang hay là mình trồng ở trong sân vườn của mình. Để sân thượng, rất là đẹp nhá. Và lá của nó ấy, thì cây của nó rất là dài. Và lá của nó hình bầu dục và răng cưa nha mọi người, răng cưa. Đó, màu xanh thẫm và có đường gân lớn. Đây mọi người, cho mọi người xem kỹ nào. Cây lá của nó hình răng cưa này mọi người thấy không? Cái hình răng cưa như thế này. Đó. Và màu xanh thẫm nha mọi người. Lá của nó rất là đẹp. Hình bầu dục. Đó, cây mộc hương này có hoa nở rất là thơm quanh năm luôn mọi người ơi. Và nó đặc biệt là vào mùa thu, vào cái thời điểm mà nở hoa rực rỡ nhất ấy, nó sẽ tỏa hương mùi thơm ngát luôn. Và nó rất là quyến rũ. Là người và mà có thể hoa này nó có thể mọc thành từng chùm và nó có rất là nhiều màu sắc như màu trắng và màu vàng nhẹ. Đó. Đây, cái hoa này của mình nó là màu vàng đấy mọi người ơi. Nó là màu vàng rất là thơm. Thì cây mộc hương này thì rất là ít ra quả và nó thường nở hoa vào mùa xuân. Và kích thước của nó rất là nhỏ, cái hoa của nó rất là nhỏ. Và màu xanh lục có cả hạt nữa. Đó. Vì cây mộc hương này ở tại Việt Nam ấy, là một cây quý hiếm và rất là có giá trị về có giá thành cao. Nên là được tạo cơ hội cho những ai mà muốn sở hữu cái cây chậu mộc hương này thì với giá cả hợp lý để trong nhà. Và thị trường thì đang rất là nhiều loại cây mộc hương Trung Quốc hay còn gọi là cây mộc hương tàu ấy mọi người.
thì giá trị giữa hai cây nó sẽ chênh lệch và rất là khó phân biệt, thật giả lẫn lộn với nhau. Nhưng mà thì ở trên cái đời mình sẽ chỉ cho mọi người cách mà có thể phân biệt được cái cây mộc hương ta và mộc hương tàu nha mọi người. Đó. Thì cây mộc hương ta ấy, thì là lá của nó sẽ là mộc hương, nó sẽ rất là dày, nó sẽ dày hơn và viền lá của nó xuất hiện sẽ răng cưa, nhưng mà vừa vừa mình vừa mình cho vừa mọi người thấy ấy, thì răng cưa này này, đấy cái lá của nó sẽ xuất hiện hình răng cưa. Mọi người không biết là mọi người có thấy rõ không, thì nó có hình răng cưa đây này, đó 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 đó, răng cưa này, đó răng cưa như thế này đó mọi người. Và cái lá của nó sẽ hiện rõ những cái thứ mà bằng mắt, như là hoa của nó đều và sum suê này, thân cây của nó có vết nứt đốm và hiện rõ cằn cỗi trên thân đó. Đây mọi người, thân cây của nó này đốm 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 này đó, đây là một hương ta nha mọi người, khá luôn, nó thơm lắm, em bị nghiện cái mùi này mà thề. Còn một hương tàu thì lá của nó sẽ rất là mỏng, nó sẽ mỏng hơn nha mọi người, và nó sẽ tròn và nó to, nó tròn hơn và nó to hơn, viền lá thì không có răng cưa, vân lá thì ít hiện rõ và hoa của cái mộc hương không đều và ít hoa, thân lá thì thân cây thì nó sẽ láng mịn và không được sần sùi như kiểu cây mộc hương ta, và ít xuất hiện những cái vết nứt này, đốm sẫm màu đó mọi người ạ. Về cái vẻ ngoài của cái mộc hương này rất là mộc mạc như thế này á, nên là không được rực rỡ như cái các loài cây khác, nhưng mà bên trong của nó lại tỏa hương thơm mát và mang lại cái vẻ đẹp của cây mộc hương, và nó có thể mang lại cái vẻ đẹp xuất phát của cái mộc hương, nó thơm và nó làm cho mình rất là say mê luôn đó. Với cái gam màu màu nhẹ nhàng như thế này thì hoa của cái mộc hương rất là nồng nàn và nó thơm ơi là thơm, nồng nàn lắm mọi người ơi. Và cái nó đã đi sâu, và có một câu nói của dân gian ấy là sắc trà hương mộc mọi người ơi, thì đã nói lên cái nét văn hóa của người Việt ta rồi, với cái hình ảnh Việt cần cù và mộc mạc đó, không thấy không không bóng bẩy đó, nó rất là kiểu là thân của nó đốm đốm này, thân của nó có cả màu, có cả gai mà sần sùi, mà lá của nó có cả răng cưa đó mọi người đó. Và những câu hỏi mà cái mộc hương này có hợp với cả mệnh của mọi người hay không thì mình xin trả lời mọi người, đó là cái mộc hương này ấy, là cái mộc hương này hợp với cả mệnh kim nha mọi người ơi. Đó. Cái màu sắc của cái mộc hương này ấy, nó thúc đẩy cái may mắn này, tài lộc đến cho gia chủ và gia chủ bạn mình ở trong ngũ hành ấy. Thì tuy nhiên màu sắc của cái mộc hương đó là màu vàng và màu trắng, đặc biệt là màu phù hợp, nó phù hợp với cả những người mệnh kim đó. Còn những cái mệnh khác thì nó vẫn có thể là trồng được và nó cũng không ảnh hưởng gì đến cả các mệnh khác đâu mọi người ơi. Nó chỉ có thể là nó phát huy tốt hơn một chút với cả mệnh kim thôi mọi người ơi. Đó. Và cái cây mộc hương này có thể dùng làm cây cảnh nè. Vì cái mộc hương rất là dễ trồng và nó có tác dụng là thanh lọc không khí bụi bẩn, nên là ngày càng rất là nhiều người đặt mua cái cây này với nhiều kích thước phù hợp, để có những thể hợp phù hợp với cả nhu cầu của trong gia đình của mọi người, và có thể mang đến vẻ đẹp và hương thơm như thế này ở trong cái ngôi nhà của mình đó. Thân của cây thì dễ uốn nắn và tạo hình rất là đẹp, và nó có nhiều tuổi thọ của nó rất là dài, nên là nhiều người đã mua về để có thể làm bonsai, vừa tạo nên cái cảnh đẹp đẹp mắt cho cái ngôi nhà của mình, vừa là thú vui của nhiều nghệ nhân mà một môn nghệ thuật này á, mọi người có thể uống bonsai ấy, mọi người đó. Và cái bột mộc hương này có thể dùng làm trà nhé mọi người, trà thảo dược ấy đó. Thì hoa mộc hương thì có mùi thơm nhẹ nhàng, nên là từ xưa đến nay rất là nhiều người sử dụng để mà pha trà này,
và hoa của nó ướp với cả lá trà trong cái ấm chè để thưởng thức này. Trà mộc hương thì còn có tác dụng là tuần hóa máu và nó có thể điều hòa khí áp và rất là tốt, giống như là chè xanh ấy mọi người. Đó, cái hoa này của nó này ngâm với cả trà mình ấy, trà mình hay pha uống ấy, trà xanh ấy mọi người, rất là tốt đó. Và có thể dùng làm thuốc nha. Trong đông y thì cây mộc hương này là một loại thuốc quý ấy, mọi người, và cái thành phần của cây có thể tạo ra những cái bài thuốc trị bệnh rất là khác nhau đấy mọi người ơi, đẹp. Nó đã đẹp, nó thơm rồi, bây giờ nó có thể dùng làm thuốc nữa. Thì nó có thể dùng làm chữa bệnh như là dạ dày này hay làm về gan đấy mọi người. Đó. Rất là tốt cho mọi người, nếu mà mọi người dùng cái cây này, mọi người mua về thì nó có rất là nhiều công dụng cho mọi người luôn. Đó. Về cách chăm sóc của cây nhé mọi người, thì cây này là một loại cây mà nó không kén đất đâu, nên là gieo hạt thì với lại chiết cành là một phương pháp rất là nhiều người sử dụng rồi. Chọn những cây cành con khỏe mạnh và không bị sâu bệnh, và phần đất thì dày và tơi xốp và có khả năng là thoát nước tốt là ok này. Và đào một cái hố đất sâu từ 15 đến 20 mét để có thể trồng được cái cây này và chiết được cái cây này và trồng nhá mọi người. Thì tưới nước cho cây thường xuyên để cho cây có thể phát triển. Sau một tháng thì bạn có thể đổi chậu và hoặc là bất kỳ nơi nào mà các bạn muốn để đó mọi người. Về tưới nước thì một ngày thì mình tưới 2 lần. Đó, tại vì cây này cũng khá là ưa nước mọi người. Đó. Cây mộc hương này là cây ưa nước nên là mình tưới 2 ngày 1 lần nhá mọi người. À, 2 lần. 2 lần 1 ngày, 2 lần 1 ngày vào buổi sáng và buổi chiều tối là mình tưới đó mọi người. Và về ánh sáng thì cây này thích hợp để ở trong ánh sáng khoảng là 18 đến 25 độ C. Đó mọi người. Và tránh ánh nắng trực tiếp vào cây là được. Thì khi mà mọi người lựa chọn địa chỉ và mọi người muốn mua cây ấy mọi người, thì nên tìm hiểu trước và tìm cái chỗ nào uy tín để mà bán cây, và cái loại cây này mình có thể đi xem trực tiếp trước để mà mình mua. Đó, bạn có thể mua cây mộc hương này ở ngay showroom 39 cây đời, tại vì ở đây mình đã nhập hàng về sẵn và nó có sẵn ở ngay showroom này, mình có sẵn rồi, mình có sẵn cả cây và nó đã ra hoa. Thì mọi người có thể ra đây, mọi người xem, mọi người ngắm và mọi người cảm giác là mình ưng ý cây thì mọi người có thể mua về đó mọi người ơi. Mình xem trực tiếp và mình mua mình sẽ hài lòng hơn là mình mua trên mạng như mọi người đó. Hoặc là mọi người có thể, bên mình có ship nha mọi người, bên mình có ship, thì mọi người mà không có thời gian mọi người qua xem thì mọi người hãy gửi, ý là mọi người hãy nhắn tin cho mình sẽ gửi ảnh trực tiếp cho mọi người. Và ảnh sẽ đúng y mình, nếu mà mình nhận cây á thì cái cây nó sẽ đúng y như ở trong ảnh, nên là mọi người không cần phải lo lắng về cái đấy. Đó, thì mình có để địa chỉ và số điện thoại ở ngay trên góc trái màn hình mọi người ơi, nếu mà mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ mình nhé. Và mong là những cái góp ý mọi người, như cái mà mình chia sẻ với mọi người, thì mọi người có thể là biết thêm một chút thông tin về cái cây mộc hương xinh xắn và thơm tho như thế này. Đó, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, thì xin chào mọi người, cảm ơn mọi người ạ.